nha các bạn, chào mừng các bạn tới kênh Con Việt Nam, mình là Ngọc đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một sản phẩm, thì một cái hộp đang đựng ở ngay trước mặt mình đây rồi. Nhìn rất là quen thuộc đúng không ạ? Đây chính là một cái phiên bản nâng cấp, một phiên bản pro hơn với phiên bản trước đấy. Bây giờ hãy cùng mình đi khám phá xem nó là sản phẩm gì nhá. Đây chính là bộ tai nghe của nhà Hollyland với cái tên là Solicom C1 Pro 6S. Và đây chính là bộ tai nghe cao cấp nhất của nhà Hollyland Solicom C1 Pro 6S. Và với bộ tai nghe này thì sẽ thích hợp cho những đoàn làm phim này, buổi hòa nhạc hoặc là những cái sự kiện lớn chẳng hạn. Và một bộ sản phẩm đầy đủ thì sẽ bao gồm 6 tai nghe một bên, một thiết bị chính, 5 thiết bị điều khiển từ xa, bộ sạc, pin sạc và phụ kiện kèm theo. Và để sử dụng được chiếc mic này thì vô cùng đơn giản. Các bạn chỉ cần nhấn công tắc A ở tai nghe chính và tai nghe từ xa. Và trong khoảng 10 giây thôi thì các tai nghe đã kết nối lại được với nhau và các bạn đã có thể sử dụng được luôn rồi. Và ở đây cần micro này thì mình có thể xoay 360 độ. Các bạn dễ dàng có thể định hướng qua bên trái, bên phải hoặc là đi lên, đi xuống. Và dễ dàng tắt mic khi mà không sử dụng. Ngoài ra, nút tắt tiếng trên chuột tai nghe thì có thể đặt thành tắt tiếng hoặc là ấn để nói tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Và chiếc đèn LED thì sẽ thể hiện được là hệ thống đang hoạt động hoặc là cảnh báo khi mà đang sắp hết pin nhé. Và các bạn cứ yên tâm đi, khi mà bộ Solicom C1 Pro này là có chức năng NFC khử tiếng ồn trong mọi môi trường. Chính vì thế thì sẽ mang lại một âm thanh trong trẻo và rõ ràng hơn và không có bị lo đau tai khi mà đeo cả ngày đấy. Và điểm đặc biệt của bộ tai nghe này là các bạn có thể kết nối mở rộng và tương thích ngược. Tức là với bộ Solicom C1 Pro này, các bạn liên kết tối đa với 7 tai nghe từ xa và một tai nghe chính mà không cần thông qua bộ kết nối trung tâm. Tiếp theo đây đấy chính là về dung lượng pin, các bạn sẽ thắc mắc đúng không ạ? Và với ví dụ như mà các bạn sử dụng một tai nghe thì mình sẽ có thời gian sử dụng là 10 giờ đồng hồ, mà 5 tai nghe trở xuống thì khoảng 5 giờ đồng hồ, mà tối đa 7 tai nghe thì là 4 giờ đồng hồ. Và để mà sạc đầy pin cho mỗi tai nghe này thì mình mất khoảng 2,5 giờ thôi. Và bộ tai nghe của nhà Hollyland Solicom C1 Pro này thì được làm bằng nhựa ABS vô cùng chắc chắn đó nha. Và ở phía phần trên này đây thì được làm một lớp giả da, ở mặt trong là một lớp nệm, thế nên là sẽ tạo cảm giác thoải mái cho các bạn đeo đấy. Và ở phần bên này thì sẽ là một lớp nệm dày này để giúp cho các bạn không bị đau khi mà đeo trong một thời gian dài. Còn phía bên mặt này thì sẽ là một lớp mút chống ồn. Và ngoài ra thì các công tắc được đặt ngay trên thân máy giúp các bạn dễ dàng sử dụng hơn đấy. Và theo thông tin nhà sản xuất đưa ra thì cái phạm vi hoạt động của chiếc tai nghe này lên tới 350m đấy. Đây chính là một con số rất ấn tượng phải không ạ? Trên đây là toàn bộ thông tin cơ bản về bộ tai nghe của nhà Hollyland Solicom C1 Pro 6S. Hiện tại thì sản phẩm đang còn sẵn tại Kinh Công Việt Nam ở số 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nha. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo. Bye bye!